Hồ Suối Chiếu, xã Mường Thải, huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La đang là địa điểm được nhiều bạn trẻ săn đón khi sở hữu khung cảnh thiên nhiên xanh mát trong lành. Sự kết hợp giữa hồ nước, đồi núi và những mái nhà sàn thấp thoáng đôi bờ tạo nên một bức họa rất ấn tượng, rất riêng nơi mảnh đất phù hòa. Hồ Suối Chiếu nằm tại bản Chiếu, xã Mường Thải, huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La. Đây là một công trình thủy lợi nhân tạo được đưa vào sử dụng năm 2012 với diện tích mặt hồ trên 50 ha, cung cấp nước cho cánh đồng lúa của các xã biên giới lưu vực và đặc biệt là cánh đồng Mường Tấc. Từ nhiều năm trước, đã có không ít người biết đến Hồ Suối Chiếu. Chính quyền địa phương cũng đã nhận thấy nơi đây vô cùng phù hợp để phát triển loại hình du lịch sinh thái. Công tác phát triển du lịch ngay từ ban đầu thì đã có cái nghị quyết của Đảng ủy xã chỉ đạo, đã tích cực tuyên truyền cũng như là các cái hộ gia đình xung quanh cái khu vực bản Chiếu. Thứ nhất là đảm bảo cái vệ sinh môi trường để đảm bảo cho cái việc các cái đoàn khách về để du lịch. Tọa lạc trong thung lũng núi đá ven hồ, điểm du lịch suối khoáng nóng Ban Mai là điểm nhấn của du lịch Hồ Suối Chiếu. Nơi đây thu hút du khách bởi những khung cảnh nên thơ của núi rừng, với bể bơi vô cực nhìn ra lòng hồ độc đáo, sử dụng nguồn nước khoáng nóng 45 độ C với nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Với sự học hỏi, sự tìm tòi cũng như là nhìn thấy cái tiềm năng khai thác du lịch của Suối Chiếu, ở đây một số bà con nhân dân khai thác kết hợp với dịch vụ du lịch cũng như là như du thuyền này, phục vụ ăn uống này, bước đầu cũng xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng, nghỉ cộng đồng để cho khách tham quan du lịch đến thăm và trải nghiệm ở Hồ Suối Chiếu. Sau khi khám phá lòng hồ, du khách có thể tìm hiểu về đời sống văn hóa và sinh hoạt của đồng bào Mường thân thiện, mến khách, thưởng thức những món ẩm thực mang nét đặc trưng của người dân bản địa. Em cũng được đón rất là nhiều du khách đi tour, khách du lịch Hà Nội các thứ đấy ạ. Thì cũng nhận được những lời khen và những cái lời cảm ơn đến cái khách. Và thứ nhất là cái cách khâu phục vụ của mình thì cũng được chu đáo, với là những cái món ăn đặc sản của Tây Bắc ạ. Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên cùng những dịch vụ du lịch hấp dẫn, Hồ Suối Chiếu đang trở thành điểm nhấn du lịch trải nghiệm độc đáo. Nơi đây chắc hẳn sẽ là điểm đến lý tưởng trong hành trình khám phá mảnh đất phù hòa.